Bể khổ hay là niềm an lạc là do bạn tạo ra. Chúng ta tạo ra cuộc sống tốt đẹp của mình thông qua năng lượng tích cực và tình yêu. Nhưng tại sao có rất nhiều người lại lựa chọn năng lượng tiêu cực thể hiện trong cuộc sống của mình? Bởi vì mỗi cá nhân chúng ta đều bị chi phối bởi những trải nghiệm trong quá khứ, những gì khiến trái tim chúng ta tổn thương và tan nát, tâm hồn chúng ta bị tổn thương sâu sắc. Chính những trải nghiệm đau thương này đã tác động đến những gì chúng ta lựa chọn và cách chúng ta đối diện với vấn đề ở khoảnh khắc hiện tại. Khi một người nhận thấy rằng mình dễ dàng mất kiểm soát hoặc là dễ dàng sân hận, là người đó đang bị kiểm soát bởi một nguồn năng lượng tiêu cực có thể từ quá khứ và liên tục tác động bởi những nguồn năng lượng tiêu cực từ bên ngoài. Người đó đang tạo ra bể khổ của chính mình. Khi người đó ý thức rõ ràng, có mặt ở hiện tại, kiên định, cam kết, tin tưởng, không lay chuyển lựa chọn tình yêu, người đó sẽ chuyển hóa dần dần những năng lượng tiêu cực này. Và trong quá trình người đó tự chữa lành, người đó sẽ đối diện với những thói quen cũ. Mặc dù người đó nhận thức được đúng đắn rằng người đó cần phải làm như vậy, nhưng người đó vẫn phải đối diện với những thói quen cũ của mình. Người đó cần có quá trình, cần thời gian để dần dần chuyển hóa tất cả năng lượng tiêu cực này đi, thiết lập lại năng lượng, thiết lập lại tiềm thức của mình. Chỉ cần bạn kiên định, cam kết không lay chuyển lựa chọn tình yêu trong lời nói hành động của bạn, thể hiện những phẩm chất tích cực của bạn trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rõ ràng những biến đổi rất lớn diễn ra trong cuộc sống của bạn. Khi năng lượng của bạn quay về trạng thái cân bằng, bạn dễ dàng gặp được những quý nhân, những cơ hội lớn, những điều tích cực liên tục xảy ra để trợ lực cho bạn, để bạn biến đổi ngày càng mạnh mẽ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và đạt được mọi ước nguyện của bạn trong cuộc đời này. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.